Thưa quý vị, qua số điện thoại hotline của chương trình Cà phê Ngày Mới thì VTC9 chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân ở quận Bắc Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Phản ánh về việc nhiều ngày nay khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, người dân thường xuyên bắt gặp những đống đất được đổ chứa lòng đường gây mất an toàn giao thông lẫn mất mỹ quan đô thị. Cụ thể thì theo đó, ngay dưới đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Xuân Đỉnh của quận Bắc Từ Liêm, thủ đô Hà Nội, thì nhiều đống đất đã được đổ tràn ra lòng đường. Người dân cũng cho biết, hiện đoạn đường này đang được thi công một phần. Đơn vị thi công dùng máy xúc đất đổ ra cả lòng đường. Điều này có thể gây nguy cơ về tai nạn giao thông vào giờ cao điểm. Không những thế, sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, thì công trường cũng không có biển báo, quay tôn theo đúng quy định. Đề nghị cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội sớm khắc phục tình trạng nêu trên. Còn ở tại tỉnh Vĩnh Phúc thì người dân cũng phản ánh về hotline đường dây nóng của kênh VTC9 về việc thời gian này trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tại một số tuyến phố đang thực hiện công tác lát đá vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều bất cập cũng đang diễn ra cùng với câu chuyện này. Tại tuyến phố Lê Xoay, Trần Quốc Tuấn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tình trạng đào bới diễn ra đã nhiều ngày nay. Vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang khắp nơi, thi công không biển báo và che chắn gây ô nhiễm môi trường, đảo lộn sinh hoạt của người dân. Tại các tuyến phố vỉa hè cũng bị lật lên chôn đường ống. Với việc thi công trên vỉa hè khiến những người đi bộ qua đây phải đi xuống đường và gây mất an toàn giao thông. Người dân cho biết từ ngày thi công lát lại vỉa hè, đường bụi bẩn hơn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Thưa quý vị, như đã thông tin trên các chương trình Cà phê Ngày Mới trước đây của VTC9, chúng tôi cũng đã phản ánh đến quý vị những câu chuyện, các vấn đề còn nhiều bất cập trong việc là mua sắm, xét nghiệm, máy xét nghiệm COVID tại các địa phương. Cũng tại tỉnh Nam Định thì máy xét nghiệm COVID-19 mới vừa bàn giao đã bị hỏng hóc, hết thời gian hợp đồng nhưng chưa bàn giao đủ máy móc, thiết bị. Điều này cũng đã đặt ra câu hỏi về cách quản lý, giám sát đến từ chính quyền địa phương. Liên quan đến vụ việc, Thanh tra của tỉnh Nam Định cũng đã ký ban hành kết luận thanh tra số 11 về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc mua sắm máy móc thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định, qua đó chỉ ra hàng loạt những sai phạm. CDC thành lập tổ tư vấn đấu thầu, nhưng không thành viên nào có trình độ liên quan đến gói thầu là chưa phù hợp. Quy định tại khoản 3, điều 116 Nghị định 63 năm 2014 của Chính phủ. Giá của danh mục 13 thiết bị trong hệ thống Real-Time PCR do CDC Nam Định xây dựng chỉnh hồ sơ để Sở Y tế tỉnh Nam Định thẩm định trong kế hoạch mua sắm, chỉ ghi giá tổng của cả hệ thống, không ghi giá chi tiết cho từng máy móc, thiết bị là chưa đúng quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017. Tiến độ cung cấp, bàn giao một số máy móc, thiết bị gói thầu, cung ứng hệ thống máy Real-Time PCR chậm so với thời gian quy định. Đó là nội dung của kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Nam Định về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định. Thì trong quá trình lắp đặt thì nhà thầu người ta cũng có cái khó khăn như tôi đã nói. Thế là cái vấn đề là khi họ lắp đặt cho mình thì họ phải là có những cái liên hệ với các cái nhà sản xuất, nhưng mà lại không ở tại Việt Nam mà lại ở các nước khác. Thế nên có cái khó khăn và người ta cũng đã có những cái, tức là những cái đề nghị cho mình, tức là xin phép là để gia hạn cái thực hiện hợp đồng. Đấy, và đến căn cứ vào và chúng tôi cũng đã làm việc cùng với các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là Thanh tra tỉnh. Đấy, và mình đã cung cấp đầy đủ tất cả các cái tài liệu, dữ liệu và cũng như là cái thực trạng trong cái việc mà là cái mua sắm và lắp đặt cái hệ thống này. Thế và đồng thời nữa là cũng căn cứ vào cái đề nghị của nhà thầu là xin phép được gia hạn đến 30 tháng 9. Và cái này thì cũng báo cáo với các bạn là cũng cái đề nghị này thì cũng chúng tôi cũng đã làm các cái thủ tục để báo cáo lên Sở Y tế cũng như Sở Tài chính và cũng như Ủy ban nhân tỉnh, cũng đã được Ủy ban nhân tỉnh là cho phép đồng ý là gia hạn đến, tức là gia hạn cái thời gian thực hiện hợp đồng đến 30 tháng 9. Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Nam Định, đến nay công ty cổ phần công nghệ và xây dựng Sông Hồng mới bàn giao 6 trong tổng số 13 thiết bị của gói thầu. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ bàn giao các thiết bị được giải thích là do dịch bệnh COVID-19.
Vì đây là chỉ định thầu thì hiểu rút gọn, cho nên là tôi tin chắc rằng trong cái không thể bằng một cái là chỉ định thầu bằng một cái thầu rộng rãi, cho nên là có thể nó có những các cái thiếu sót nọ thiếu sót kia, và tôi nghĩ rằng đây cũng là một trong những các cái thiếu sót về năng lực của nhà thầu do không đánh giá được đúng cái tiên lượng, đúng được cái tình hình. Vì người ta hy vọng người ta sẽ mua được như bình thường, nhưng mà do cái dịch Covid các cái trang thiết bị này nó không nhập khẩu được theo đúng cái kế hoạch của cái đơn vị đấy. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định, việc gia hạn bàn giao thiết bị cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành quyết định nhiều lần. Hạn cuối là ngày 30 tháng 9 năm 2020. Nếu hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng không bàn giao đầy đủ các thiết bị của gói thầu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định sẽ hủy hợp đồng với nhà thầu. Một là ông không thực hiện được đầy đủ thì tôi phải hủy hợp đồng. Đấy, và họ tất cả những thiệt hại thì bên chỗ nhà cung cấp người ta phải chịu trách nhiệm. Cái thứ hai là khi đã hủy hợp đồng thì là anh phải chịu trách nhiệm, là vấn đề là anh phải nộp phạt. Ví dụ như là những cái gọi là trong trong cái luật kinh tế đấy, tức là anh có những cái bảo lãnh, tức là cái bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì nhà nước thu tiền. Tức là cái gói bảo lãnh hiện nay thì họ có gói bảo lãnh 125 triệu. Kết luận thanh tra số 17 của thanh tra tỉnh Nam Định cũng yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định cùng với nhà thầu thương thảo hoàn thiện bổ sung thiết bị mà hai bên kê khai thiếu trong danh mục các thiết bị còn thiếu chưa bàn giao, giải quyết cụ thể dứt điểm việc nhà thầu chậm cung ứng các thiết bị cần thiết chưa cung ứng theo hợp đồng. Như vậy, chỉ còn hơn một tuần nữa, Công ty Cổ phần Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng phải bàn giao đầy đủ các thiết bị còn thiếu của gói thầu. Liệu đơn vị này có thực hiện đúng yêu cầu trong bản kết luận thanh tra của tỉnh Nam Định hay không? Và nếu một lần nữa việc bàn giao thiếu và chậm trễ này tiếp tục diễn ra, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định có hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định hay không? Kênh VTC9 sẽ tiếp tục thông tin và gửi đến quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0901812999 cũng như hộp thư của chương trình, chúng tôi rất mong sẽ nhận được phản ánh, những cái đơn thư từ phía quý vị khán giả gửi về. Chúng tôi sẽ gửi đến những cơ quan chức năng chủ quản để sớm có câu trả lời thỏa đáng cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị.